Hello, xin chào tất cả các bạn. Rồi các bạn ơi, hôm nay là mình sẽ cho bạn Goshi và bạn Sanxi đi đón bạn Brosi đi học thêm tiếng Anh. Tuy nhiên thì bạn ấy vẫn đang học nên là bây giờ thì chắc cho hai bạn nhỏ vào câu chuyện chơi. Ừ, ta đi. Goshi. Đâu? Đâu? Ông bạn Goshi có lớp ở đây á? Buổi tối con đi đâu mà lớp? Bạn Goshi có học ở đấy đâu? Thôi đi ra chơi nhanh lên. Bạn ơi, ở đây có một cái lớp học đấy, nhưng mà bạn Goshi đang chỉ lớp đấy, nhưng mà không biết là có phải lớp của bạn Goshi hay không đó. Ở đây có rất là nhiều các bạn nhỏ mà chúng ta đang đi. Ôi, xe để hình đẹp chưa? Có đi thử xe kia à? Mượn đi. Đấy, có đi thử xe không? Có đi thử đó? Có biết đi xe không? Đấy, các bạn đấy, bạn cho mượn rồi. Ăn thôi, ăn đi thử xe. Ăn không biết đi xe. Xe này đẹp. Ôi, đồ, xe. Ôi, gió mạnh chưa? Ui, gió nằm tự đi. Đã biết đi xe chưa? Biết đi xe không? Khó ăn, đi thử ra. Ôi, ôi, gió đẩy xe tự đi này. Đi ra chơi cầu trượt đi, con chơi bên đây chưa? Ờ, sao đó có con đấy? Con nào ở đấy không? À? Sao? Con nào ở đấy bao giờ mà vào lớp con? Bao giờ? Bây giờ á? Bây giờ học đâu? Bạn con xin học ở đấy bao giờ đâu mà? À, thôi nên chơi cầu trượt đi nhanh, còn nó đánh đi tan gì. Có ơi, có đây, bố bảo đi thử xe đi. Treo đó, bạn này đầu gấu ấy nhỉ, tóc kim đẹp nhảy ấy. Cái gì treo đấy làm gì? Móc treo đồ là cái gì? Hả? Có, nhiều game rồi khác. Chơi đi. À đây, bạn này là cái móc treo đồ á. Thế đâu? Treo người nhá. Đi ạ. Lâu. Ê, mọi người chơi ấy. Nhiều game lắm. Game siêu game luôn. Ui, cái gì có. Rồi tải hết luôn, tiền không thiếu, chú không thiếu, chú chỉ thiếu mỗi là người thôi, còn tiền nhà chú nhiều lắm, cả một cái nhà tiền cơ, chả biết tiêu cái gì ạ. Vàng cũng nhiều lắm, cả một kho vàng luôn. Nào, có đi chơi, kim cương nhiều lắm, kim cương nhà chú cả một núi ở kia kìa. Chơi cầu trượt đi, chơi cầu trượt, cầu trượt. Đây, con đi thử xe kia xem đi đâu. À, bạn kia bạn bảo là bạn cho mượn xe con thử đi thử, con biết đi không? Đi hả? Đi trèo lên đi. Đây có một xe rất là đẹp đấy. Đấy, ngồi lên đi con, trèo lên bốn. Ủa, các bạn này nhanh nhá. Bạn ơi, cho bạn này bạn mượn, bạn đi thử cho bạn biết đi không được không? Đấy, đồng ý rồi. Ok, đây đi, nào lên đi con. Cho chúng mượn xe tí, cho chú mượn xe chú đi thử xem đi được không? Ôi xe này há đi xe nào? Đấy, xe này không có ba bánh nhà đổ đấy. Thế à, đây ra đi thử xe này xem đi được không? Đây, cho chú mượn đi. Thôi ở đây quay rồi, đây An ơi, đây rồi, bạn cho mượn rồi, đi thử đi. Hôm nay xem mà An nó đi được xe hai bánh không nhá. Kia bạn áo đen đấy, con ra con bảo bạn đấy đi. Đấy, cái bạn áo đen đứng nha. Đấy rồi. Đấy, bạn bảo xuống đi thử xe đi. Không đi được thì bạn giữ cho. Đấy rồi. Đấy, nhanh lên. Và bây giờ mình sẽ mượn xe cho bạn Goshi đi thử nhé. Và bây giờ xem bạn Goshi đi thử xe ba bánh luôn. Nhanh. Có ơi. À đứng rồi. Các bạn ơi, vậy là bạn bật trò đó, đón được bạn Goshi rồi đây này. Bạn Brosi có chơi nữa không hay đi về? Bạn Brosi đi được hai bánh, xe hai bánh kìa. Đây đi xe con kia đi. Có bạn kia bạn cho mượn rồi, hỏi rồi bố. Bạn Bin ơi, mượn xe này tí nhá. Đấy, xe này tí nữa đi. Sao đi xe của trẻ con đi được không? Đi vào vòng, đi đây. Xe lại đi vào vòng, vòng kia, vòng về đây.
lần đầu tiên thì sẽ cầm tay cái gì nhá. Đi vòng bên này cơ mà. Vòng qua này. Đó, bạn bảo xin đi siêu, xe siêu chưa? Đấy. Ôi đi rồi. À, cua vào đây. Ôi, siêu chưa? Lần đầu tiên lên xe đi được luôn. Kia kia, xe máy à? Đó, bây giờ không đi được xe đấy thì xe để xe ba bánh của bạn này này. À, đấy. Xe đấy đẹp mà, xe đẹp cực kỳ luôn, xe đẹp nhất rồi đấy. Ừ. Đó. Em có cho đi thử xe đấy xem bên bạn chị này chưa có biết gì xe. Đó, để đấy, tạm bạn đi, tạm xuống. Đó, bây giờ chuyển sang đi bên bốn bánh. Đi xe đi á. Có đi thử đi, xem gì không? Đó, dễ con á, chứ là đến bên xe bằng nhau mà. Xe đẹp không các bạn ơi? Xe siêu đẹp luôn đấy. Con đi thử đi. Pháp và Ninh đi được xe này bố mua cho có xe này. Con đi thử đi, xem đi đó. Ok, mua được mà. Đi thử đi, con đi thử. Thế tiền mua chứ lấy gì? Ok. Ờ thì con đi thử xe này em đi được không đã? Đẹp đi. Thì cứ đi thử đi. Thì phải đi cân đối, bố nhìn ra một kiểu đi nó đẹp thì bố mới mua cho chứ. Bốn bánh kệ. Đây ra bốn bánh, xe con đi được hai bánh, xe đi được xe bốn bánh không? Đi đi. Bạn ấy cho mượn mà. Đấy. Bạn này bé này bạn đi được xe hai bánh luôn này. Siêu không? Tay các kinh nhé. Bỏ ra, đồng chí bỏ ra. Thôi chưa, đi về đi, Hà Ninh đi về đi. Hà Ninh có đi thử xe này không? Thế Hà Ninh có coi đi thử đi. Nếu có yêu mua cho có xe đấy. Nhanh. Cậu. Sao bạn này cứ đánh bạn ấy thế? Các bạn ơi, vậy là các bạn nhỏ chúng ta đã chơi xong rồi, bây giờ đi về thôi. Đi. Đấy, bây giờ bạn An đi thử xe bốn bánh hay bốn ạ? Đấy, đi thử xe này. Xe bốn bánh hả? Đi xe bốn bánh hả? Hai bánh không đổ được không? Hả? Bốn xe.